Xin chào tất cả các bạn. Trước mặt các bạn đây là một combo 5 cuốn sách Đắc Nhân Tâm, cư xử như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông, đọc vị bất kỳ ai, người nam châm, lời cách khéo ăn nói gì đó. Mình mua qua mạng, đây cũng là lần đầu tiên mình mua sách qua mạng. Tổng con 5 cuốn là 140, cũng khá là rẻ. Mình đặt thì mình cũng không có để ý, shop này tới tận ngoài Hà Nội, thành ra vận chuyển cũng khá là lâu. Năm cuốn khá là dày luôn. Mọi người thông cảm nha, mình có một tay thôi. Là mấy cuốn sách Đắc Nhân Tâm, Người Nam Châm, Đọc Vị Bất Kỳ Ai, Khéo Ăn Nói Sẽ Có Được Thiên Hạ. Cuốn này khá dày luôn. Đây, Cư Xử Như Đàn Bà, Suy Nghĩ Như Đàn Ông. Đây, Khéo Ăn Nói, cuốn này dày, chất lượng thì giấy vàng, giấy có màu vàng. Đây. Rồi, mình chỉ muốn giới thiệu vậy thôi. Xin cảm ơn mọi người đã xem.